Tôi là nha sĩ Chris Trương Minh Hùng. Lúc bắt đầu nha khoa 16 năm về trước, Hùng mong muốn được thay đổi nụ cười và đời sống cho mọi người với ngành nha khoa của mình. Hùng hiểu là rất nhiều người ngại và không thích đi gặp nha sĩ, nên văn phòng Hùng tìm mọi cách đem lại sự êm ái và dịu dàng cho mọi người được an tâm và vui vẻ đến đây để điều trị. Văn phòng chúng tôi có rất nhiều dụng cụ tối tân, nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng tôi với tấm lòng phục vụ sẽ chăm sóc cho quý đồng hương như lo cho chính người thân trong gia đình. Hãy đến Phương Nursery, đây là nhà vườn Việt Nam lớn nhất tại Garland và vùng phụ cận. Quý khách sẽ tìm thấy đầy đủ các loại hoa như bông giấy, sứ, hoa mai, hoa đào và các loại cây ăn trái Việt Nam như ổi, cốc, sabuche, xoài, mận, táo. Đặc biệt chuyên về bonsai, tạo dáng các loại cây cảnh. Ngoài ra tiệm PH Art & Frame kinh doanh tại Harry Heights, Dallas trong 15 năm qua đã về chung một địa điểm. Chúng tôi nhận làm các loại khung hình với rất nhiều kích cỡ và kiểu dáng đẹp, sang trọng. Điện thoại để biết thêm chi tiết 817-881-0918. Phương Nursery kính mời! Công ty điện TPL rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng tại Texas trong suốt 15 năm qua. Xin chúc mừng TPL được 15 năm thành lập. Chúc mừng TPL 15 năm. 15 năm. Chúc mừng TPL Energy. Chúc mừng TPL 15 năm. Sự yêu mến và niềm tin của quý khách là niềm tự hào và thành công lớn nhất đối với công ty chúng tôi. Xin quý vị hãy liên lạc 713-552-0484. Airtime được bảo trợ bởi Luraco. Luraco không ngừng sáng tạo. Cùng nhau tham dự thánh lễ và hợp ca các bài thánh ca cộng đồng như trong thánh lễ mà chúng ta vừa cảm nghiệm được. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy đã dâng thánh lễ thật long trọng và sốt sắng cho chúng con. Xin quý anh chị cảm ơn quý cha, quý thầy bằng một tràng pháo tay. Cũng theo truyền thống 24 năm nay, thì sau thánh lễ là chương trình chia sẻ thánh ca của các ca đoàn. Buổi trình diễn này đầy ý nghĩa và là kết quả của bao nhiêu công sức, tâm tư, thì giờ mà tất cả các anh chị qua bao ngày tháng qua đã dày công tập dượt. Chương trình thánh ca này tựa như là một lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài là động lực, Ngài là niềm cảm hứng, là tình yêu bất tận của các nhạc sĩ đã viết lên những bài thánh ca. Chẳng những đem tâm hồn của các tín hữu đến gần với Chúa hơn, mà còn góp phần không nhỏ qua sự sốt sắng thánh thiện trong các thánh lễ Misa. Dùng chính lời hát trút bỏ cả tâm hồn từ chính miệng lưỡi của các ca viên, hay chính sự khéo léo, tinh nhanh của các nhạc công, của các ca trưởng, cũng là để ca ngợi Thiên Chúa đấng đã ban cho chúng con những nén bạc, những năng khiếu trong ơn gọi phục vụ qua thánh nhạc. Hát cho nhau nghe, hát cho cộng đoàn nghe, cũng như là lời cầu nguyện của tất cả chúng con dành cho nhau, dành cho cộng đoàn và cho giáo hội, là sự động viên và còn là niềm khích lệ của chúng con trong sứ vụ phục vụ thăng tiến nền nghệ thuật thánh nhạc Việt Nam tại vùng Dallas Fort Worth nói riêng và tại hải ngoại nói chung. Xin Chúa thánh hóa công việc phụng vụ của chúng con, nhất là trong chương trình tối đêm nay, để chúng con cùng đồng hành với hàng giáo phẩm, các bậc tu trì và cùng với nhau trong niềm tin yêu Chúa và yêu thương tha nhân.
Và giờ đây, để mở đầu cho chương trình thánh ca của Liên ca đoàn lần thứ 24, ca đoàn Thánh Andre Dũng Lạc thuộc giáo xứ Thánh Giuse sẽ trình bày bài thánh ca mang tựa đề Giao ước của nhạc sĩ Ánh Đăng, lời hát của Nguyễn Địa Đàn và Biển Đức Hòa Âm. Khiêm nhường đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, lời đáp lại đó cũng chính như là lời giao ước giữa Thiên Chúa và những vị tông đồ được Ngài chọn. Kiên trung và tận hiến cả cuộc đời với lời giao ước này là những ý tưởng, những tâm tình của bài thánh ca mà đã được rất nhiều lần cất lên trong các nghi thức truyền chức linh mục. Vâng, Ngài đã gọi con ngay còn trong lòng mẹ, đã nâng đỡ con trong lời giao ước, và cũng chính lời giao ước đó sẽ giúp con kiên trung, bền đổ đến cùng. Xin quý cha và quý vị đón nghe bài giao ước với sự trình bày của ca đoàn giáo xứ nhà chúng con, ca đoàn Thánh Andre Dũng Lạc. Oh.
Xin cảm ơn ca đoàn Dũng Lạc. Tận hồn thấm sâu tình Ngài nung nấu, để lời con ca là tiếng kinh nguyện cầu. Đó là lời mở đầu của bài thánh ca mang theo câu hát do nhạc sĩ Thế Thông phổ nhạc, theo lời thơ của tác giả Miên Ly do ca đoàn Triển Dương thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin kính gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em trong chương trình thánh nhạc hôm nay. Cùng với tâm tình của bài hát, chúng con mong ước sẽ luôn được mang câu ca tiếng đàn của mình dâng lời ca tụng tạ ơn Chúa ở tất cả mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Sau đây là lời hát yêu Chúa, là lời kinh ca khen của chúng con. Xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em cùng hợp ý với chúng con. Xin đón nghe ca đoàn Chiến Dương. Thank you.
Xin cảm ơn ca đoàn Triển Dương. Và tiếp sau đây, kính mời quý cha và cộng đoàn cùng lắng nghe và hòa mình cùng linh mục nhạc sĩ Vinh Hạnh với ca khúc Chúa Khoan Nhân, do ca trưởng Hoàng Viết Hùng dàn dựng và trình tấu bởi ca đoàn Thánh Linh thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là một ca khúc quen thuộc, lời ca rút ra từ Thánh Vịnh 22, một thánh vịnh phổ thông vào bậc nhất trong tất cả các thánh vịnh. Linh mục Vinh Hạnh đã sáng tác nhiều ca khúc phổ thông đi vào lòng người như Kìa Bà Nào, Ôi Thần Linh Chúa, Đâu Có Tình Yêu Thương, Kìa Ai, Hãy Vùng Đứng, Hương Thơm, Mẹ Triển Dương, Tấu Lạy Bà, vân vân. Linh mục nhạc sĩ Vinh Hạnh tên thật là Du Xe Trần Phúc Hạnh, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1931 tại Hải Phòng và mất ngày 16 tháng 3 năm 1996. 1966, hưởng dương chưa đầy 35 tuổi. Ngài có 12 anh em, trong đó có 6 người đi tu. Chúa Khoan Nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Xin mời mọi người cùng nghe ca đoàn Thánh Linh. Là mong từ tôi
Đoàn Thánh Linh. Chỉ một Chúa thôi, thương con thuở rất xa vời, thương con từ lúc nằm nôi. Chỉ một Chúa thôi, còn thương con mãi muôn đời. Tình yêu như sóng cả ngoài khơi, con biết lấy chi đền bồi. Đó là trong lời bài hát Chỉ một Chúa thôi của tác giả Thế Thông và Khương Huệ mà ca đoàn Teresa thuộc giáo xứ Thánh Phêrô Dallas sẽ trình tấu sau đây. Như một lời tuyên xưng đức tin, xác tín rằng chỉ một Chúa thôi đã mặc lấy xác phàm, thương con tận phút tàn hơi. Nhưng Ngài đã hiển thắng sự chết oai phong đất trời. Dẫu biết thân con tội lỗi, Ngài đưa con khỏi chốn mù khơi. Và giữa muôn muôn người, Ngài đã gọi con để loan truyền cao rao ngàn nơi, bao la tình Chúa yêu con. Xin mời quý vị cùng nghe ca đoàn Teresa. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn ca đoàn Teresa, thật tuyệt vời. Kính thưa quý ngài, quý vị, quý anh chị, chúng ta đang quy tụ bên nhau nơi đây dưới một mái ấm của một ngôi thánh đường, nơi mà chúng ta thờ phượng Thiên Chúa qua thánh lễ và các bí tích. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người chúng ta thường có những niềm vui cũng như những nỗi buồn. Nhiều khi chúng ta phải đương đầu với nhiều thử thách và những mối lo toan rất dễ làm cho tâm hồn chúng ta bị căng thẳng và đôi khi bất bình. Thật là diễm phúc cho chúng ta vì có một nơi mà chúng ta có thể đến để tìm kiếm được sự bình an đích thực. Với những ai buồn tẻ cô đơn, nơi ấy sẽ gặp gỡ những người thân và anh chị em trong cộng đoàn. Với những ai bận rộn nhiều việc, nơi ấy sẽ được nghỉ ngơi và lắng động tâm hồn. Với những ai nghèo khổ, ở nơi ấy họ sẽ tìm thấy Chúa. Ngài luôn yêu thương và chờ đón chúng ta, nhất là ở nơi này. Thánh đường này thật sự là nhà của Chúa, của Cha chung chúng ta. Locus Iste là một bài thánh ca do nhạc sĩ Anton Bruckner sáng tác vào năm 1869, nhân dịp cung hiến nhà nguyện của Tân Thánh Đường ở thành phố Linz, nước Áo. Tuy rất ngắn gọn, nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa và tâm tình. Lời nhạc có ý như sau: nơi này được chính Chúa tạo dựng, đầy bí ẩn, huyền bi vô giá, nơi không hề tì ố. Xin kính mời quý ngài và quý vị đón nghe Locus Iste qua sự trình bày của ca đoàn Đức Thánh Cha Ioannis Paulus Secundus thuộc giáo xứ Thánh Giuse.
ngọn nến sáng. Đó là bài hát Thánh Ca mà ca đoàn Hồng Ân và Thánh Gia thuộc giáo xứ Đức Mẹ Fatima Forward sẽ trình diễn trong chương trình tối nay. Phải bước đi trong đêm tối, ta cần gì? Phải chăng là một đốm sáng dù nhỏ nhoi đủ để dâng lên niềm hy vọng, cùng để định hướng tiến về. Chúa đến, Ngài đã thắp lên ngọn nến đời ta giữa bóng đêm tăm tối của tội lỗi và niềm tuyệt vọng của sự chết. Dù ngọn nến của ta quá mỏng manh, yếu đuối, nhưng Thiên Chúa luôn gìn giữ và kêu mời chúng ta luôn nuôi dưỡng và thổi bùng lên ngọn lửa của đời mình. Ngọn lửa của hy vọng được cứu thoát bằng cách xây đắp lòng yêu thương, lòng mến, khiêm tốn, không ghét ghen trong tình Chúa, tình người. Xin cho cây nến cuộc đời của mỗi người chúng con luôn cháy sáng dù phải hao mòn đi qua năm tháng, nhưng vẫn về đến đích là hòa nhập với nguồn ánh sáng vĩnh cửu vô biên là Thiên Chúa đấng tạo dựng nên con.
Xin cảm ơn ca đoàn Hồng Ân. Lạy Chúa, trần gian con đang sống toàn những đắng cay và ưu phiền. Nhiều lúc con yếu đuối, xúc phạm đến Chúa và đi lạc vào đường tội lỗi. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần chỉ đường dẫn lối, con nay quyết hồi tâm trở về với Chúa. Tình yêu Thiên Chúa rất cao vời, Ngài luôn tha thứ và yêu thương con người tội lỗi. Con quyết ăn năn trở về và xin được sống trong vòng tay êm ái và lòng bao dung đầy tràn yêu thương của Ngài. Bài thánh ca Tình Chúa, Tình Con sáng tác bởi Trần Xuân Long sẽ do ca đoàn Thánh Gia thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington trình bày với sự điều khiển của ca trưởng Kim Huê. Đây mai đó nắng mưa.
chân thành cảm ơn tới ca đoàn Thánh Gia. Và tiếp theo là nhạc phẩm Lời Kinh Cầu, Nguyên Tá, The Prayer của Carol Bayer Sager và David Foster, với phần hòa âm của Mark Hayes và lời viết của Đỗ Vi Hà. Cùng với niềm cậy trông, tiếng thác vào Thiên Chúa là đấng soi đường chỉ lối và là chốn náu thân, nơi nương nhờ trong cơn nguy biến tang thương. Nhạc phẩm Lời Kinh Cầu do ca đoàn Phục Sinh thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu Carrollton trình bày sau đây là lời cầu xin thiết tha cho nhân loại thôi hết hận thù, cho hòa bình, công lý, niềm tin và tình thương được lan tỏa khắp nơi, cho một thế giới ấm êm, tươi đẹp mãi những nụ cười, và cho muôn người luôn quý mến nhau, đậm đà một tình thân ái. Xin kính mời quý cộng đoàn cùng hợp chung tâm tình.
Chân thành cảm ơn ca đoàn phục sinh và cũng hòa trong tâm tình của quý anh chị. Xin tạ ơn Chúa, liên ca đoàn, anh chị em chúng ta luôn quý mến nhau, luôn gắn bó và quy tụ, sum tụ cùng nhau vào mỗi năm. Sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm, mỗi tín hữu chúng ta được mời gọi tham dự vào trách nhiệm ngôn sứ để cao rao, loan truyền tình yêu Chúa. Việc viết thánh ca là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho các nhạc sĩ. Sau khi sáng tác nhiều bài hát trong thời gian 40 năm dài, thì linh mục nhạc sư Kim Long tự thề với mình rằng ngoài thánh ca ra, Ngài không viết một bài nhạc nào khác. Ngài chỉ muốn viết thánh ca để ca tụng Thiên Chúa mà thôi. Xin dùng lửa than tẩy nhơ miệng lưỡi, ban cho con một quả tim mới, cho yêu thương hồi sinh phơi phới, môi con mừng vui kết lời, cảm mến Chúa Trời, ca vang danh Chúa khắp mọi nơi. Trong tâm tình chúc tụng và ao ước, ca đoàn Thánh Giao An Phaolô Đệ Nhị thuộc dòng Chúa Cứu Thế Houston xin trình tấu bài Ca Vang Suốt Đời trong chương trình đêm nay. Xin đón nghe ca đoàn John Paul II Houston. Ngài đã cho
Không xa lạ với những bản thánh ca do linh mục nhạc sĩ Ân Đức sáng tác, kể về hành trình mục tử của mình. Cha Ân Đức cho biết có một giai đoạn đặc biệt đã ảnh hưởng to lớn đến các sáng tác của Ngài. Đó là 15 năm sau biến cố 1975, khi cha đang là đăng sĩ của Đan Viện Si Tô Phước Sơn, phải hòa mình vào dòng chảy khó khăn của cuộc sống. Có khi như một nông dân thực thụ cày cuốc trên nông trường, Cụ Chi lúc khác lại đạp xích lô kiếm sống, không khác gì một người lao động nghèo thành thị. Và chính những hoàn cảnh đó đã khơi nguồn cho những sáng tác của cha. Ca khúc Dấu Ấn Tình Yêu được cha Ân Đức viết trong dịp lễ tuyên khấn trọn đời của một anh em năm 1985, nơi công trường lấy cảm hứng từ hình ảnh cây sáo trong tập thơ Lời Dân của đại thi hào Tagore để nói lên dấu ấn tình yêu của Chúa in sâu trong cuộc đời mỗi tín hữu và cuộc sống thánh hiến của người tu sĩ. Ca khúc Dấu Ấn Tình Yêu sẽ được trình tấu bởi ca đoàn Thánh Augustino thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Garland, Texas. Chiếc sáo nhỏ bằng lau sậy này, Người đã đem nó đi qua đồi, qua lũng và qua lòng sáo. Người đã thổi những điệu khúc mới hoài. Chỉ xin biến đổi mình thành bình dị và thẳng ngay như chiếc sáo gậy để Người vả đầy âm nhạc vào trong. Xin cho chúng con cũng nhận ra dấu ấn tình yêu của Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Và xin hãy biến đổi đời con thành cây sáo để Chúa thổi vào đó giai khúc thanh thiết, ngây ngất tâm hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cho đời con như cây giáo của Ngài. Chúa gieo vào dải khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, xin cảm ơn quý anh chị nhóm Augustino. Thật sự tình yêu Chúa vô biên vô tận, chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con được chọn Chúa mãi là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Đây là những dòng thơ của thi sĩ Tagore, do linh mục Thiện Cẩm chuyển dịch. Một nhà thơ không mang đức tin Kitô hữu, nhưng chính ông đã hiểu Chúa Giêsu, yêu Ngài và viết lên những lời tâm sự với Chúa thật sâu xa, thấm thía và tuyệt vời. Và cùng đồng cảm với nhà thơ Tagore, linh mục Quang Uy thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã phổ nhạc bài Chỉ Mong Ngài Lấy Đi, để dâng lên Chúa lòng ao ước không muốn gì hơn là chọn chính Chúa làm gia nghiệp và hạnh phúc của chính đời mình. Trong tâm tình ấy, ca đoàn Suối Thiêng thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington xin được chia sẻ ca khúc Mong Chẳng Còn Gì. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy.
chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm giữ, mong chẳng còn gì ràng buộc
Xin chân thành cảm ơn ca đoàn Suối Thiên. Kìa ánh trăng vàng, đêm rằm tháng 8, trăng sáng vằng vạc, ánh trăng đầy phúc ân. Ôi, trăng sáng là thế, đẹp là thế. Nhưng khi mẹ Maria xuất hiện, thì tất cả sự rực rỡ của ánh trăng cũng chỉ vừa đủ chạm đến gót chân người mà thôi. Chúng ta thật diễm phúc khi có mẹ, một người mẹ toàn hảo từ nhân đức lẫn dung mạo, là mẹ của chúng ta. Kính mời quý cha, toàn thể quý vị cùng với ca đoàn Phi Ác thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta cùng phiêu du về Việt Nam vào một đêm lễ hội trăng rằm tại làng quê cũng như thành thị, để nhớ lại người Công giáo Việt Nam đã từng mừng Trung thu như thế nào qua nhạc phẩm Ơ Trăng của hai nhạc sĩ Hải Triều và Cát Minh. Xin mọi người cùng lắng nghe tiếng hát của ca đoàn Phi Ác. Thank you.
một màn trình tấu thật đặc biệt. Xin chân thành cảm ơn ca đoàn Fiat. Bài trình tấu này thật đậm đà tình quê hương và cũng giúp cho chúng em mừng Tết Trung Thu thật là thích hợp. Xin... Nhưng mà chưa đủ 11 điểm, mới 10 điểm thôi. 11 điểm là phải có bánh Trung Thu. Vì yêu thương, ngôi lời đã nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã ban mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta trên đường về quê trời. Qua sáng tác The Lindenbaum của Francis Schubert, lời Việt của Cao Minh Tâm mang tựa đề Tình Ca. Ca đoàn Ngôi Lời thuộc Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho quý anh chị luôn mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu của Ngài. Hơn thế nữa, xin Chúa ban cho chúng ta luôn hăng say đem tình yêu của Ngài tỏa rộng trên khắp trần gian này. Hơn lúc nào hết, nhân loại ngày hôm nay rất cần đến tình yêu của Thiên Chúa. Xin kính mời ca đoàn Ngôi Lời. Chúa ơi, tìm con.
Xin chân thành cảm ơn ca đoàn Ngôi Lời. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em ca trưởng, nhạc công và ca viên của tất cả các ca đoàn đã tham gia chương trình trình diễn thánh ca tối nay của ngày Liên Ca Đoàn lần thứ 24. Sự góp mặt của mọi người trong chương trình tối nay đã chứng tỏ rằng mục đích của ngày Liên Ca Đoàn đã được toại nguyện. Đó là chúng ta cùng nhau dùng lời ca, tiếng hát để ngợi ca Thiên Chúa, cùng gặp gỡ nhau mỗi năm trong tiết trời lắng đọng của mùa thu êm dịu mỗi năm, cùng thương yêu, đoàn kết và chia sẻ cả niềm vui cũng như những khó khăn trong sứ vụ, mục vụ và thăng tiến nền thánh nhạc. Chúng con xin có lời tri ân đến cha chánh xứ cũng như các cha xứ trong các giáo xứ bạn luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong ơn gọi phục vụ cộng đoàn qua thánh nhạc. Và chính những hy sinh của tất cả quý anh chị ca viên mà giờ đây ngày truyền thống Liên Ca Đoàn đã trở thành một sự kiện không thể thiếu và là một điểm son trong sinh hoạt của cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại vùng Dallas Fort Worth nói riêng và tại hải ngoại nói chung. Xin cảm ơn quý anh chị, quý ân nhân bằng cách này hay cách khác đã và đang đóng góp cho chương trình Thánh Ca đêm nay. Xin Chúa ban ơn và đồng hành với tất cả chúng ta trong sứ vụ phục vụ. Để kết thúc chương trình, ca đoàn Trinh Vương Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ trình tấu nhạc phẩm Niềm Vui Tận Hiến do nhạc sĩ Trần Đình phóng nhạc qua lời thơ của thi sĩ Hải Hồ. Xin mời ca đoàn Trinh Vương.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Đại diện cho Liên Ca Đoàn, con xin được thay mặt tất cả các anh em cảm ơn quý cha, quý quan khách đã nén lại, cũng như quý ân nhân và thân nhân đã nén lại xem chương trình Thánh Ca. Tôi là nhạc sĩ Chris Trương Minh Hùng. Lúc bắt đầu nha khoa 16 năm về trước, Hùng mong muốn được thay đổi nụ cười và đời sống cho mọi người với ngành nha khoa của mình. Hùng hiểu là rất nhiều người ngại và không thích đi gặp nha sĩ, nên văn phòng Hùng tìm mọi cách đem lại sự êm ái và dịu dàng cho mọi người được an tâm và vui vẻ đến đây để điều trị. Văn phòng chúng tôi có rất nhiều dụng cụ tối tân, nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng tôi với tấm lòng phục vụ sẽ chăm sóc cho quý đồng hương như lo cho chính người thân trong gia đình. Hãy đến Phương Nursery, đây là nhà vườn Việt Nam lớn nhất tại Garland và vùng phụ cận. Quý khách sẽ tìm thấy đầy đủ các loại hoa như bông giấy, sứ, hoa mai, hoa đào và các loại cây ăn trái Việt Nam như ổi, cốc, sabuche, xoài, mận, táo. Đặc biệt chuyên về bonsai, tạo dáng các loại cây cảnh. Ngoài ra tiệm PH Art & Frame kinh doanh tại Harry Heights, Dallas trong 15 năm qua đã về chung một địa điểm. Chúng tôi nhận làm các loại khung hình với rất nhiều kích cỡ và kiểu dáng đẹp, sang trọng. Điện thoại để biết thêm chi tiết 817-881-0918. Phương Nursery kính mời! Công ty điện TPL rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng tại Texas trong suốt 15 năm qua. Xin chúc mừng TPL được 15 năm thành lập. Chúc mừng TPL 15 năm. 15 năm. Chúc mừng TPL Energy. Chúc mừng TPL 15 năm. Sự yêu mến và niềm tin của quý khách là niềm tự hào và thành công lớn nhất đối với công ty chúng tôi. Xin quý vị hãy liên lạc 713-552-0484. Airtime được bảo trợ bởi Luraco. Luraco không ngừng sáng tạo.